Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 18 tháng 12 trình chiếu hình ảnh chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên do nước này chế tạo, Sơn Đông, được đưa vào hoạt động hôm 17 tháng 12 trong buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trong buổi lễ tổ chức ở Tam Á, hàng trăm quân nhân hải quân chào đón ông Tập và cùng ông đánh dấu sự kiện tiêu biểu, một bước tiến lớn trong quá trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng của Trung Quốc. Ông Tập lên tàu, trò chuyện với thủy thủ đoàn và xác nhận thành công của Trung Quốc trong việc tự đóng tàu sân bay, theo truyền thông nhà nước. Không nhiều chi tiết được tiết lộ về chương trình của hàng không mẫu hạm Trung Quốc vì đây là bí mật nhà nước, nhưng chính phủ cho biết thiết kế mới này dựa vào kinh nghiệm từ chiếc đầu tiên là Liêu Ninh, mua lại từ Ukraine năm 1998. Tàu Sơn Đông được thử nghiệm trên biển lần đầu tiên vào tháng 5 năm ngoái. Con tàu có thể mang theo 36 chiến đấu cơ J-15 so với tàu Liêu Ninh chỉ mang được 24 chiếc và tổng cộng 40 máy bay, bao gồm cả trực thăng Z-9 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.